Chào anh em nha. Hôm nay rảnh rỗi em lại bán bò. Đoạn bò LG 32 LS 3450. Rồi. 300k nha. Anh em xem mà cần cái bò nào chụp màn hình lại nha. Gửi cho em là em ship cho 300k. Ngon nguồn LG này, 43 này. Được hát. Hai trăm k luôn này, cho anh em thoải mái này. Anh em chụp màn hình này nhá. TCL 49 này. T1 49 T1 hàng hóa bao sống đầy đủ anh em nhé, yên tâm mà mua về là lắp là chạy thôi. Bộ này nếu lấy cả bộ thì 500k. Bộ lòng mề nhé, cả đèn cả phím này. Samsung gì 60 6300, mất đi cái miếng sắt nó ăn bóc cho thằng khác, nó là bán 350k đây. Bao sống nha. TCL này. Đây là 55 à. 55D2900. Không. Máy này mình là máy 2K. Sức bằng 600. Giờ bằng 300 luôn này. 300k luôn này. Đây, anh em xem cho chắc chắn nha, đúng giống thì mới lấy nha. 300k chụp màn hình lại. Qua này là bo cao u đã số 1 cáp này. Số 1 cáp. Con này bán 700k. Nha, về không phải làm gì nữa. Có loại đèn một cáp này cứ đóng vào thôi. Đèn mới ạ.
MU. Các bác làm được gì làm em bán 400 cả. Đẹp cũng như đời lắm. Các bác chuyên Samsung các bác biết mô đen như nào. Wi-Fi nó nằm ngay đây luôn. Năm 2003 này. Tiếp tục TCL. Con này 4K nữa. Model là P62, 40P62. K, 250K. 250K. Trời ơi. Bò tàu 100K. Tàu UBC. Bo Darling nhỉ. Màu đen này. Chờ chờ xíu, xíu đâu nè. Chờ đi. Bo Darling. 150K. LG, loại này là loại gì đây? Hình như của OLED đấy. 200K. XL49 C2U. Hai web 9 300K. Toshiba 300K. 40L 5550 300K. Đây một bò nữa 300K. Mua tàu 300, à 100K. 100K nhưng mua tàu. Hàng hóa vào sống hết nhé. Con 32LH500 này 100K. LH500.
Samsung 32 này. Nó bị gãy mấy cái socket này. Thay cho phép bò vào sống bà hai làm gì CS410 không này. S410 là 200k. RV582 này. 500k. RV582. Bo tàu 100k. 100k. RF550 250k. RF550 một Toshiba 150k. Nguồn Toshiba. Sony. Còn hơi cổ rồi. Trăm cả. Em không bán dưới 100 thôi nhé. Gói để cầm ship kiểu 100k. Có tàu 100k. Ba LN. Con này LN 250. Ba LN. Bộ bo sáp mà hai. WhatsApp 200k. Các bác chụp màn hình rồi nha. Gửi sang Zalo cho em theo cái số trên màn hình nhá. Tiếp tục bò tàu, bò này bò sam mà. Bò sam. 100k. Asazo. 100k. À, xong rồi. Không nhớ màu đen đâu. Bạn xem thấy nó giống của mình thì cho màn hình là gửi sang Zalo cho em nhé. Cái bò tàu là 100k. Panasonic.
300k. Sơn 40 này. Bo cổ này. 100k. Hàng bao chạy hết anh em nhé. Pana hay là Toshiba đây. Pana không nhớ nữa. 150. UF 640T 350k. Bán rẻ khô máu với các bác luôn. 100k nữa, bỏ ra gì cổ này. Mà hài em bọc cẩn thận thì em không muốn móc ra nữa. Chị khó nhìn. 150k này. Số 5 cái ra số 2 là sao nhỉ? Cân bạc cảng 150 em 120 rồi. Tiếp tục bỏ tàu vuông này. Chữ nhật này. Không biết là mã nào. MS82P. 82PV. Đây. 2B2882. 282. 32B TCL. Toshiba 40 này. 200k. Hôm nay bán chừng đó thôi nha. Chào anh em nha. Có gì các bác cứ Zalo cho em.